Tập 73. Kể từ hôm nay, sửa lại luật pháp thương quân. Bất cứ ai phạm luật đều xử theo quy định. Sư Lý Tử sẽ chủ trì chỉnh sửa tính toán, lập lại bờ cõi biên cương mới. Ngụy Nhiễm sẽ chủ trì kiểm tra quân binh, xác nhận công trạng của tướng sĩ. Dung Nhuế sẽ chủ trì kiểm tra hộ tịch, biên soạn hộ khẩu, hiệu đính thuế sách. Mỹ Nhung sẽ chủ trì phát hành tiêu chuẩn cân đo, thống nhất tiêu chuẩn đo lường. Tư Mã tướng quân sẽ chủ trì sự vụ của Ba Thục. Bạch Khởi sẽ chủ trì các việc khác của tộc địch. Xin tuân mệnh lệnh của Thái hậu. Có nghe thấy không? Hình như là tiếng nhạc của nước Sở. Ngày đại hôn của Đại Dương sắp tới rồi. Động phòng được bố trí ở trường Lạc Điện. Bài nhạc này, các nhạc công đang diễn tập nhạc Sở. Còn phải nói, nghe nói xe ngựa đưa hôn của nước Sở ngày mai sẽ vào tới thành Hàm Dương rồi. Các người đưa bức họa của công chúa nước Sở tới cho Tắc Nhi. Tắc Nhi hài lòng không? Đại Dương chỉ nhìn qua một chút thì liền đỏ mặt bỏ đi rồi. Đại Dương đã thành người lớn rồi, biết xấu hổ rồi. Không giống như lúc trước, ở trước mặt chúng ta, nghĩ cái gì nói cái đó. Bây giờ có hỏi, Đại Dương cũng không chịu nói ra. Công chúa nước Sở đoan trang hiền thục. Nghe nói mẫu thân là Triệu Mỹ Nhân ở Sở Cung. Dáng vẻ rất xinh đẹp, khiến cho Nam Hậu Trịnh Tụ ghen ghét. Hai mẹ con chịu không ít khổ cực trong cung, là một đứa trẻ đáng thương. Người từng nếm khổ cực sẽ biết tốt xấu, nhất định sẽ chu đáo với Đại Dương chúng ta. Thái hậu, Dung đại nhân tới rồi. Mời Dung đại nhân vào đây. Dạ. Thái hậu, ngồi đi. Tạ thái hậu. Dung đại nhân, mời dùng trà. Tạ thái hậu. Thái hậu có biết chuyện xe ngựa đưa hôn của nước Sở sắp tới thành Hàm Dương hay không? Bên chỗ dịch quán đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Ngoài ra con tin của nước Sở cũng tới cùng với xe đưa hôn đó. Nói như vậy, nước Sở thật sự đưa Thái tử Hoành qua đây? Dạ phải. Tới đây cùng với Thái tử Hoành còn có sứ thần của nước Sở. Tuy là hai chuyện khác nhau, nhưng làm giống như cùng một chuyện đi. Đều sắp xếp ở dịch quán hết có phải không? Ta là người từng phải làm con tin, biết được sự khổ sở của con tin. Đừng lơ là bỏ mặc họ. Dạ rõ. Thái hậu có biết rằng sứ thần nước Sở đưa Thái tử Hoành tới đây làm con tin là ai không vậy? Ai? Một cố nhân của Thái hậu, Hoàng công tử Hoàng Yết đó. Mang xuống dưới đi. Thái hậu chỉ ăn có một chút như vậy, có phải là thấy không được khỏe không? Hay là để nô tỳ kêu thái y tới bắt mạch cho người nha. Không cần đâu. Hôm qua con tin nước Sở đã tới Hàm Dương, không biết bọn họ có trình quốc thư lên không. Nô tỳ sẽ cho người đi nghe ngóng. Hay là nô tỳ tới dịch quán xem thử. Xem thử? Ừ. Quyệt Nhi. Ê, sao chàng lại tới đây? Không phải chàng đang thao luyện binh mã sao? Tôi như thấy nhớ nàng quá nên về đây thăm nàng. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nào có chuyện gì? À, không có gì thì tốt. Nguyệt Nhi à, ta muốn đưa nàng xuất thành cùng ta đi hóng gió. Ta muốn xuất cung không dễ, sao có thể nói đi là đi, ra ngoài thành hóng gió với chàng. Mấy năm nay á, chúng ta luôn gần ít xa nhiều. Nữ nhân ở Thảo Nguyên, bọn họ đều đi theo nam nhân của mình hết rồi. Đừng nói linh tinh. Sao ta có thể bỏ mặc triều chính mà đi với chàng? À, chàng làm gì đó? Chưa có động tĩnh gì hết hả? Thiệt tình. Người già của Thảo Nguyên bọn ta từng nói, nữ nhân chỉ có mang thai,
thì mới có thể bị ràng buộc mãi mãi thôi. Chàng muốn thêm loạn cho ta sao? Tuy là ta chưa mang thai, nhưng tim ta đã bị chàng trói buộc từ lâu. Vậy được lắm. Vậy bây giờ chính ta sẽ để nàng mang thai, nào. Ê, đừng đùa nữa. Ta có chính sự muốn nói với chàng. Có chuyện gì vậy? Công chúa nước Sở tới rồi. Mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại hôn cho Tắc Nhi. Ta không đi. Tại sao? Con trai doanh tắc của nàng cũng không thích ta. Sao ta phải tự tìm sự mất hứng chứ? Còn người khác ở nước Sở tới nữa. Ai thích tới cứ tới. Ta có nàng đủ rồi. Nàng thật xinh đẹp, nàng đẹp hơn trong tranh rất nhiều. Nàng, sao nàng không nói chuyện gì vậy? Đúng rồi Dương Hậu, tên nàng là Mỹ Giao có phải không? Vậy từ nay ta kêu nàng là Giao Nhi nha. Nàng đừng sợ, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi. Dạ. Phụ vương nàng đối với nàng có tốt không? Vậy nàng gả tới một nơi xa, có nhớ nhà không? Nhớ thì nhớ, nhưng mà Thái hậu, cô mẫu của ta không phải cũng gả đi xa như vậy sao? Cứ nghĩ như vậy thì tốt hơn nhiều. Nàng có gì muốn nói với ta không? Thái hậu người, người có dễ chịu không? Mẫu hậu ta? Nàng yên tâm đi, mẫu hậu ta sẽ không làm khó nàng đâu. Vậy còn chàng? Ta sẽ càng không làm khó nàng. Đại Dương, người thích ăn những món gì? Ta thích ăn... Sao đột nhiên nàng hỏi cái này? Người thích ăn món gì ta làm cho người ăn. Nàng biết nấu ăn sao? Ừ. Lúc trước mẫu thân bị bệnh, muốn ăn món quê nhà, Thiện Phòng lại không gọi được, cho nên ta tự nấu cho mẫu thân ăn. Ta biết nàng không phải con chính thất, nhưng sao mẫu thân nàng phải chịu ấm ức tới như vậy? Nam hậu Trịnh Tụ không thích mẫu thân của ta. Hóa ra nàng cũng là người từng chịu nhiều ấm ức. Ta không sợ chịu ấm ức, chỉ cần mẫu thân ta vui thôi. Nàng, tay của nàng sao bị thương như vậy? Lúc còn nhỏ không cẩn thận bị gỗ đâm vào tay, lại không dám gọi thái y, cho nên mới... Nàng yên tâm đi, Giao Nhi, từ nay về sau ta sẽ không để nàng phải chịu bất cứ ấm ức nào nữa. Thái hậu, con tin và sứ thần nước Sở tới rồi. Tuyên họ vào điện đi. Dạ. Thái tử nước Sở bái kiến Thái hậu nước Tần. Sứ thần nước Sở bái kiến Thái hậu. Thái tử không cần đa lễ, đứng lên hết đi. Thái
Thái tử tới nước Tần làm con tin. Tuy chúng ta có thân tình, nhưng cũng chỉ có thể nói tới quốc sự. Hy vọng thái tử ở nước Tần đi lại nhiều hơn, hiểu hơn tình hình nước Tần, kết giao bằng hữu, an phận qua ngày. Đừng để xảy ra chuyện gì sai sót, tránh làm hỏng tình hữu nghị giữa hai nước. Đa tạ Thái hậu đã chỉ điểm, hoành sẽ kính cận ở đây, an phận thủ thường. Như vậy thì tốt. Tử Yết, lâu rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ? Đa tạ Thái hậu quan tâm. Mục Tân. Có nô tài. Đại Dương muốn triệu kiến thái tử nước Sở, ngươi dẫn thái tử tới Thừa Minh Điện đi. Dạ. Nếu vậy, Mị Hoành xin cáo lui. Hoàng Yết cáo lui. Tử Yết tạm lưu lại đã. Ta còn có một số chuyện muốn hỏi Tử Yết. Tử Yết, ngồi đi. Huynh qua đây. Ngồi ở chỗ này đi. Tất cả mau lui xuống hết. Huynh lại gần phía trước chút nữa. Nếu huynh không tới gần, ta không nhìn rõ huynh. Nguyệt Nhi nhắm mắt lại cũng sẽ nhìn rõ ta. Mấy năm nay, ngay cả bản thân mình, ta cũng không nhìn rõ nữa rồi. Không phải đâu, ta không tin. Trong lòng Nguyệt Nhi trong suốt như gương. Nói ta biết, huynh thế nào? Ổn. Huynh ổn. Ổn mấy cũng là không ổn. Nguyệt Nhi không được khóc. Muội giờ đã là thái hậu. Thái hậu không được khóc, nhưng Nguyệt Nhi thì có thể khóc. Gặp được huynh, rất vui mừng. Nguyệt Nhi, muội còn nhớ năm đó chúng ta ở trong vườn đào, muội lấy roi hái trái cây không? Huynh nói với ta, ta mới nhớ ra là ta không giống công chúa chút nào. Người giống công chúa lại không tài giỏi như muội. Bạch mã roi ngọc, cương vàng yên bạc, chính muội đã dạy ta biết cách dùng dây roi. Dây roi mà ta làm người người ngưỡng mộ lại là của huynh tặng cho ta. Ta từng rất hận những ngày tháng ở trong sở cung đó, chỉ cảm thấy ngày dài như năm, một lòng chỉ muốn rời đi. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, ở sở cung tuy khổ, nhưng khoảng thời gian ở cùng với huynh lại là những ngày tháng vui vẻ, vô lo vô nghĩ nhất ở trong đời của ta. Với ta mà nói, còn hơn như vậy. Ở nơi đó ta đã quen biết một người con gái tốt nhất thế gian.
Đáng tiếc bây giờ trái đào đã được thu hoạch rồi, chỉ còn lại cây đào thôi. Năm năm tháng tháng, hoa đào tương tư. Tháng tháng năm năm, người đã khác xưa. Nguyệt Nhi à, mấy năm nay những gì muội gặp tại nước Tần, ta đều biết hết. Nghĩa cử quân có ơn lớn đối với muội. Đúng là như vậy. Muội và chàng ấy gắn bó sống chết, tính mệnh tương liên. Ta vừa cảm kích, vừa ngưỡng mộ hắn. Tự ý cảm kích hắn có thể thật lòng đối với muội, bảo vệ muội. Ngưỡng mộ hắn có thể vì muội mà làm tất cả, còn ta lại không. Không cần nói nữa. Cuộc đời này của ta không có ai hiểu ta hơn huynh. Với ta mà nói cũng giống như vậy. Nếu như lần này huynh đã tới đây thì đừng đi nữa. Ta là sứ thần Sở, cùng với con tin nước Sở tới đây. Sứ thần thì đã sao? Huynh hiểu rõ nước Sở hơn ta. Bây giờ nước Sở là ao tù nước Động. Khuất Nguyên bị đuổi khỏi Sính Đô, lão Chiêu Dương hống hách mê muội, Trịnh Tụ và Cận Thượng kết bè kết đảng, địa vị của Thái tử Hoành nguy khốn vô cùng. Cho dù huynh có về nước Sở cũng không làm gì được, chi bằng ở lại đây huynh làm tả tướng của ta. Nguyệt Nhi, nếu như ta ở lại nước Tần làm quan, cần gì phải đợi tới ngày hôm nay? Vậy được, vậy thì giữ cả Thái tử Hoành cùng ở lại đi. Sở Dương mê muội, Trịnh Tụ một lòng muốn trừ khử Thái tử Hoành để con trai cô ta đoạt ngôi. Hai người cho dù về được nước Sở cũng chưa chắc có thể để Thái tử Hoành giữ được ngôi vị Thái tử. Chi bằng ở lại giữ mạng, có lẽ sẽ có một ngày ta có thể ủng hộ Thái tử, để Thái tử làm Sở Dương. Nếu muội đã không coi nước Sở ra gì, tại sao còn muốn liên hôn với nước Sở? Ngồi ở vị trí Thái hậu, phải sức cùng lực tận không thể không tính. Quyền hành thực lực trước mắt, chỉ có Tần Sở liên minh mới có thể cùng nhau đối kháng với bốn nước Triệu, Hàn, Ngụy, Tề. Tự ý, huynh hiểu ta nhất. Coi như ta xin huynh ở lại giúp ta đi. Nguyệt Nhi à, tuy ta không thể ở lại triều đình nước Tần làm quan, nhưng nếu ta còn ở nước Tần một ngày, ta sẽ giúp muội một ngày. Chỉ là nếu có một ngày ta không ở đây thì cũng sẽ không thể giúp nổi muội nữa. Ta sẽ không để huynh đi đâu. Dù đánh đổi mọi thứ cũng sẽ không để huynh đi. Hiện giờ muội có là thiên hạ của Đại Tần, muội không dám đánh đổi mọi thứ gì ta. Huynh xứng đáng. Thái hậu và hoàng công tử đúng là một cặp trời sinh đất nặng. Đây gọi là sai sót ngẫu nhiên. Nghĩa cử quân cũng là một người tốt, chỉ là... Đứng lên, 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 đứng lên
Đại Dương, mau đi. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, mau đi thôi. Đi. Cậu đây. Ra. Cậu. Chuyện này phải làm sao đây? Những người nhung quan giả đó lại tới rồi. Có thể làm gì? Ăn không, uống không, lấy đồ. Ôi, lần tới còn đập đồ đạc. Chỉ mong bọn họ không giết người là may lắm rồi. Này ông chủ, mau lấy rượu ra. Mau, dạ, nhanh dạ, lên, dạ. Nhanh lên. Rượu đây, rượu đây, rượu đây. Dạ, dạ. Nhanh lên. Dạ đây. Đại Dương, uống rượu. Đại Dương. Hả? Kêu họ lấy cái tô nào lớn lớn coi. Ông chủ, lấy bát lớn rót rượu. Mau lên. Dạ, tới đây, tới đây. Nào. Dạ, có liền. Chè, chè. Đại Dương, thịt này không có thơm bằng trên thảo nguyên của chúng ta. Đúng vậy. Đúng vậy. Thịt cừu của chúng ta là giết xong ăn liền. Đâu có kêu kiệt bụi xịn giống như ở đây. Giết xong rồi còn mang qua phơi nắng. Ăn một miếng cắt một miếng. Thịt mà phơi nắng vài ngày thì đâu còn mùi vị của thịt nữa chứ. Có rượu có thịt còn không bịt nổi miệng các ngươi đó. Đại Dương, các huynh đệ đều nhớ nhà rồi. Thành Hàm Dương này tốt thì tốt, nhưng so với ở thảo nguyên của chúng ta thì còn thua xa. Không những chuyện gì cũng bị người khác quản thúc, mà ngay cả rượu thịt hàng ngày cũng không hợp khẩu vị của các huynh đệ. Trong miệng luôn nhạt nhẽo vô cùng. Đó là các ngươi nhàn rỗi. Lúc nào á cũng muốn ăn uống miễn phí mà thôi. Ta nói các ngươi biết, đợi tới khi đánh trận xem các ngươi còn kêu ca cái gì. Đại Dương, khi nào có thể đánh trận tiếp? Các huynh đệ ở đây tay chân á, tay chân đều ngứa ngáy hết rồi. Sắp rồi. Thái hậu nói là theo ai đánh ai. Thái hậu đang tính toán đó. Vậy nhất định là liên thủ với nước Sở cùng đánh trận. Chẳng trách lần này ngay cả hoàng công tử cũng tới. Hoàng công tử nào vậy? Còn có thể là ai nữa? Chính là tên hoàng công tử đã cùng với Đại Dương cứu Thái hậu khi ở nước Yên đó. Khi đó hắn còn muốn cướp nữ nhân của Đại Dương mà. Là hắn hả? Hôm qua ở đầu phố để còn gặp hoàng công tử. Hắn nói mình xuất xứ đưa con tin từ nước Sở tới Hàm Dương, còn phải ở đây một thời gian nữa. Nói Đại Dương biết để thấy tiểu tử đó không có ý tốt đối với Thái hậu, đó là theo để thấy. Thái hậu, hôm nay có chuyện gì mà chàng về trễ vậy? Hôm nay Thái hậu tươi tỉnh hơn người ha. Hương Nhi, ngươi đi rót cho Nghĩa Cử Quân ly trà nóng đi. Dạ. Hôm nay Thái hậu mặc chiếc địch y nào vậy? Chiếc có thêu chim xanh đó. Tại sao không mặc chiếc có thêu chim hồng tước? Không tại sao hết, chỉ là tiện tay lấy mặc thôi. Chim xanh này là chim thần của nước Sở. Gặp con tinh nước Sở, tự nhiên muốn mặc địch y có thêu chim xanh là sao? Hôm nay Thái hậu chạy tóc cũng không giống như mọi ngày. Hương Nhi, đây cũng là kiểu tóc trong Sở cung hả? Trang điểm của Thái hậu hôm nay chỉ là cảm thấy đẹp nên chải tóc như vậy, không hề có ý chải kiểu nước Sở. Vẫn là kiểu nước Sở đẹp ha. Ta nhớ trước giờ Nghĩa Cử Quân chưa từng để ý chuyện trang điểm ăn mặc của ta. Có chứ. Vậy là trước đây ta thấy nàng mặc kiểu gì đều cũng đẹp hết, đều ưng mắt của ta. Nhưng mà hôm nay ta mới biết được bên trong y phục này còn có nhiều học vấn tới vậy. Hôm nay chàng uống rượu lại để con mắt của chàng uống tới mức kén chọn. Sau này rượu này đừng uống nhiều nữa nha. Hương Nhi, Huệ Nhi, dìu Nghĩa Cử Quân đi nghỉ ngơi đi. Dạ. Rượu này ta phải uống thôi. Nếu ta không uống, làm sao ta biết được người mẫu quốc của Thái hậu tới đây chứ? À,
tới đây coi nhé. Các ngươi là ban thủ vị đây. Trời ơi, làm cái gì vậy? Mấy người này ngang ngược. Đừng quá. Cái này ta lấy luôn đó. Đi hết. Dám tụi theo lao tử ta đòi tiền hả? Tụi nó mới bị đánh rồi đó. Tiền cái gì? Kẻ nào đang tụ tập làm loạn? Canh hạt sen này đắng quá. Thái hậu đang bị cảm phong hàn, uống chút tâm sen có thể bồi bổ đó. Thái hậu. Chuyện gì vậy? Bẩm Thái hậu, trong thành Hàm Dương xảy ra loạn rồi. Xảy ra chuyện gì? Hôm qua cấm quân và người nghĩa cử đánh nhau trên đường phố, rất nhiều người vì vậy mà bị thương. Bị thương có nặng không? Hiện giờ không có gì đáng ngại, nhưng người bị thương đều được đưa đi chữa trị rồi. Sau này những chuyện như vậy thì thông báo sớm cho ta biết chưa? Những chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai. Trong thành Hàm Dương thường xuyên xảy ra chuyện tướng sĩ nghĩa cử xe rượu trên đường phố, cố ý gây chuyện, hơn nữa còn lấy đồ ở chợ không trả tiền, đã thương con mua ở chợ. Ba tánh quán thang khắp nơi, tức giận không dám nói, bởi vì biết người nghĩa cử tính tình nóng nảy, tập tục không giống, lại biết là bọn họ có công lao với đại tần, cho nên đều luôn nhẫn nhịn. Không ngờ rằng tướng sĩ nghĩa cử ngày một táo tợn, cho rằng người tần sợ bọn họ, bởi vậy càng không có ai ra gì. Mục Tân. Dạ. Triệu sư Lý Tử tới Tuyên Thất Điện. Dạ. Hương Nhi, Huệ Nhi, thay áo cho ta. Dạ. Sư Lý Tử, trong thành Hàm Dương xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ông không nói cho ta biết? Nếu như thật sự biến thành hỗn chiến giữa người nghĩa cử và tần binh ở trong thành Hàm Dương thì thu dọn kiểu gì đây chứ? Hôm nay Thái hậu không hỏi, thần cũng phải nói chuyện này. Thái hậu trọng dụng người nghĩa cử còn muốn tới khi nào? Nếu nói ngày đó họ có công trợ giúp đại vương đăng cơ, năm đó họ có công bảo vệ cấm cung vàng tháo lẫn lộn trong cấm quân, vậy Thái hậu lấy vàng bạc đất cát phong thưởng cho họ là được rồi. Thái hậu và nghĩa cử quân cố tình, nhưng mà nghĩa cử quân ở trong cung lời ra lời vào chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hiện giờ lều trại của người nghĩa cử không ở trong thành Hàm Dương, họ ở Hàm Dương liên tục phạm tần pháp. Mặc dù thần từng đồng ý với Thái hậu phò trợ nội chính, nhưng nếu Thái hậu tiếp tục thao túng như vậy, thần chỉ e khó có thể tiếp tục ngồi ở vị trí hiện giờ nữa. Người nghĩa cử sinh sống trên thảo nguyên, thả ngựa chăn dê, săn bắn thảo phạt, lấy vật đổi vật, không hề thông hiểu giao dịch buôn bán. Bọn họ ở bên ngoài chinh chiến, về tới bộ tộc của mình tất cả đồ đạc đều cùng nhau hưởng thụ, cho nên cũng không hiểu được ở trong thành Hàm Dương lấy đồ là phải trả tiền để mua. Bọn họ quen với việc ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, một lời không hợp rút đao đối mặt, vốn cũng là nếp sống thời xưa. Nếu ở trên thảo nguyên đó là tập tục, thì ở Hàm Dương lại là phạm cấm, là phạm luật. Lời của Thái hậu đôi rất phải. Ở đây là nước Tần, không phải nghĩa cử. Thái hậu từng nói rằng nước Tần thi hành luật pháp thương quân, bất kể vương công đại thần, bách tinh thư dân đều phải tuân thủ, phạm pháp phải phạt. Nếu như người nghĩa cử trở thành thần tử ngoại lệ, vậy pháp luật của nước Tần không chỉ là câu nói suông hay sao? Lời của sư Lý Tử rất có lý. Hiện tại người nghĩa cử là con ngựa quan, huấn luyện tốt có thể rong ruổi chiến trường, huấn luyện không tốt thì sẽ làm ta bị thương. Cho nên hiện tại việc gấp trước mắt là ông và ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách làm sao để đeo được dây cương cho họ. Thái hậu.
chuyện gì? Có người nghe nói Thái Hậu bị bệnh, tới đưa thuốc cho Thái Hậu. Ta làm gì có sức lực gặp người nhàn rỗi. Kêu hắn ta đi đi, lúc này không có thuốc gì có thể trị được bệnh của ta. Dạ. Thái Hậu giấu bệnh sợ thầy, làm sao có thể khỏi bệnh? Tử Yết, Tử Yết lúc nào cũng có thể cứu nguy cho ta. Đúng là bàn tay thần diệu mà. Bàn tay thần diệu thì không dám nhận, nhưng có thể kê thuốc đúng bệnh, thuốc tới bệnh hết. Ngồi đi. Mấy ngày nay Nguyệt Nhi đúng là ốm đi rất nhiều, lo lắng phiền muộn, hôm nay lại thêm cả đau đầu. Ta đã biết chuyện xảy ra trong Hàm Dương hôm qua. Muội đau đầu không phải là không biết làm sao sắp xếp nhân mã của nghĩa cử quân ở Hàm Dương sao? Tử Yết, người nghĩa cử giúp Tắc Nhi đăng cơ, lại giúp Dương quân đông phạt Tây Thảo, bình định nội loạn các công tử, đích thực là có công với Đại Tần. Nhưng tập tục của bọn họ và người Tần ta không hề giống nhau, tính cách lại quan giả, không phải là vài ngày sẽ sửa được. Không xử lý bọn họ, không thể nào ăn nói với triều đình và bách tính. Xử lý bọn họ thì nặng hay nhẹ đều không được. Đá ở trên núi có thể thành ngọc. Thái Hậu còn nhớ 3 năm trước, nước Triệu và nước Yên liên thủ cùng nhau diệt nước Trung Sơn không? Từ đó, thế lực của nước Triệu lớn mạnh, Triệu Dương Ung về với nước Triệu cưỡng chế thi hành trang phục, kỵ tiễn. Từ đó vô số trận chiến đều chưa từng bị đánh bại. Nước Triệu vì muốn có được nhiều ngựa tốt hơn nên đã thu phục 2 tộc Hồ là Lâm Hồ và Lâu Phiền, đồng thời nhân loạn các công tử chiếm cứ đất rừng của Đại Tần ta, có được ngựa tốt và đồng cỏ rộng lớn. Nước Triệu cưỡng chế phục trang kỵ tiễn có ảnh hưởng cực lớn đối với các thế lực đất nước. Sao Nguyệt Nhi không thử xem? Phục trang kỵ tiễn. Tử Yết, làm sao để đa tạ huynh? Đa tạ thì miễn đi, chỉ cần nói ta biết phương thuốc này có hữu dụng hay không. Đúng là rất hữu dụng. Ý của Thái Hậu là lợi dụng nhân mã của nghĩa cử à? Đúng. Mấy năm nay phục trang kỵ tiễn của nước Triệu sẵn sàng ra trận, mở rộng bờ cõi, trở thành cường quốc trong chư hầu. Sư Lý Tử, trong quá khứ các nước giao chiến đều lấy xe binh làm chủ, nước có 1000 cỗ xe mới có thể gọi là nước lớn. Nhưng thời đại của xe chiến đã là quá khứ, sau này giao tranh với các nước khác, kỵ binh mới là lợi hại. Muốn đánh trên cao, chiến đấu với kỵ binh của nước Ngụy, đúng là bắt buộc phải có kỵ binh của nghĩa cử rồi. Không, ta muốn là một đội kỵ binh của nước Tần chúng ta. Kể từ hôm nay, quân lính nước Tần phải thao luyện tác chiến cùng với quân nghĩa cử, học được kỹ thuật của họ. Người nghĩa cử từ nhỏ sống trên lưng ngựa, đây là sở trường của bọn họ. Nhưng họ cũng có khuyết điểm. Mặc dù họ là bá chủ trên thảo nguyên, nhưng họ không hề giỏi sử dụng binh khí và trận trượng. Ý ta nói là binh khí của người Tần chúng ta, nỏ tiễn của người Tần, mũ giáp của người Tần. Nếu có thể đem binh khí trận trượng của chúng ta kết hợp kỹ thuật cưỡi ngựa nghĩa cử, vậy thì Đại Tần tất sẽ có ngày vô địch. Gia thần đã hiểu. Ta sẽ để người nghĩa cử dọn lều trại đặt bên ngoài thành Hàm Dương, bất cứ ai cũng không được rời quân doanh. Tất cả nhu yếu phẩm mà họ cần có thể ghi ra một danh sách, rồi nội kho chúng ta xuất tiền mua đưa tới quân doanh cho họ. Họ ở trong quân doanh của chính mình, sống theo chế độ của bộ tộc họ, muốn uống rượu, muốn đánh nhau đều là tùy họ. Nhưng chỉ cần ra khỏi quân doanh thì phải chịu quản thúc của pháp luật Đại Tần, bất cứ ai cũng phải tuân theo. Chuyện trước đây họ từng vi phạm Tần pháp là do ta chưa từng nhắc nhở họ, cho nên sẽ do ta chi tiền, lấy tiền thay phạt, được không? Nếu chị
thần cũng dễ ăn nói với ba tính triều thần. Nè quý gì vậy? Tại sao bắt người nghĩa cử của bọn ta để phải dọn hết khỏi Hàm Dương? Không phải chàng luôn ca tháng nói thành Hàm Dương quá nhỏ hay sao? Bên ngoài thành có thể cho mọi người trời đất rộng lớn hơn mà. Kêu bọn ta chọn nơi đặt doanh trại đương nhiên là tốt rồi. Nhưng vấn đề là tại sao sau khi ra khỏi quân doanh lại chịu sự quản thúc của Tần Pháp vậy? Ngựa con hoang dã, ta từng nói có được nước Tần, nghĩa cử sẽ có được kho lương vĩnh viễn. Không sợ các con dân chết đói trong mùa đông khắc nghiệt bởi mất mùa tai hại, cũng không sợ các bộ tộc khác xâm nhập tấn công. Nhưng sở dĩ kho lương thảo vĩnh viễn này có thể tồn tại chính là vì nó và đồng cỏ nghĩa cử khác nhau. Nó không thể làm theo ý mình, phải làm việc theo mùa vụ. Ngày xuân gieo hạt giống, ngày hạ nhổ cỏ diệt sâu, mùa thu mới được thu hoạch. Nếu chàng biến nước Tần thành đồng cỏ ở nghĩa cử, vậy thì chàng sẽ mất đi kho lương vĩnh viễn này. Nhưng chung quy người nghĩa cử và người Tần không hề giống nhau. Vậy thì phải xem những cái không giống nhau đó là người phóng khoáng, hiệp nghĩa, gan dạ khiến người kính trọng, hay quan giả vô lý đánh đánh giết giết khiến người khác trốn tránh. Hơn nữa, từ khi nghĩa cử quy thuận Đại Tần, đã sớm là người nước Tần rồi. Nếu đã là người nước Tần, vậy thì Tần Pháp đối với mọi người đều giống y như nhau. Lẽ nào chàng muốn nghĩa cử ở ngoài thành Hàm Dương bị người khác coi là ngoại tộc sao? Coi là ngựa quan hại người sao? Nói như vậy, tất cả đều nghĩ cho người nghĩa cử bọn ta hả? Ta vừa nghĩ cho Đại Tần, cũng vừa nghĩ cho chàng. Thứ duy nhất khiến ta bất an chính là chàng vất vả quá. Ta muốn chàng bớt bôn ba giữa cung Hàm Dương và quân doanh. Nàng không phải lo, ta tình nguyện mà. Còn một chuyện nữa, ta phải nói rõ với chàng. Nàng cứ nói. Lần trước chàng trở về hỏi tới chuyện sứ thần nước Sở tới Hàm Dương. Sứ thần nước Sở? Có chuyện này hả? Chắc là bữa đó ta uống hơi nhiều, ta có nhớ cái gì đâu. Hoàng Yết tới rồi, hiện đang ở dịch quán. Hai người cũng coi là cố nhân, chàng có rảnh thì đi gặp một chút đi. Ta làm gì có thời gian đi gặp hắn chứ. Ta còn phải nhanh chóng dựng doanh trại của bọn ta ở ngoại thành cho xong nữa kìa.